Trời ơi, coi Leo ngày hôm nay xuất sắc cho mọi người. Xuất sắc chị ơi. Đây mới là phần chấn động nè. Hello tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày Thư sẽ chạy show đi chúc mừng rất là nhiều điểm. Chứ giờ Thư cũng ít quay clip về một ngày hành trình của Thư ra sao. Hôm nay Thư sẽ quay nhé. Hiện tại sau khi Thư làm việc xong thì bây giờ Thư đang di chuyển về trường sân khấu 125 Cống Quỳnh để dự một buổi lễ tốt nghiệp của một cậu em. Thư cũng hết sức là quý. Thư mới gọi cho bạn làm nail mọi người ơi. Mỗi lần đi có sự kiện gì thì tay chân lúc nào phải đẹp. Tại vì Thư mới tháo bộ nail của Thư rồi. Tại Thư diễn sân khấu á, nên Thư diễn sân khấu thế giới trẻ chỉ có 3 vở diễn thôi, là nên Thư rất là sao ta nó cũng một cái phần gọi là Thư cũng hết sức thích, nhưng mà Thư cũng được làm nail hay là nhuộm tóc, tại cái nhân vật của Thư trên đó cần tóc đen, mà nếu mà nhuộm tóc thì vào sẽ không có diễn được, phải ngồi sao ta xịt đen lại á, diễn rồi mồ hôi mồ kê nó ra mọi người, nó sẽ sao ta nó sẽ dơ. Trời ơi, giờ đầu đang chi trí quá, biết chạy kịp hôm nay 4 nơi để chúc mừng. Có ai gửi hoa cho chị không? Mở cửa không chị á. Đây mọi người, hoa của Thư đây. Đúng là một cô sinh viên mà tôi nghĩ là xinh đẹp gần nhất trường. Thế thì cái này thì tức là nói chung mục đích của em để làm hôm qua mày nói gì với Ninh Dương Lan Ngọc? Dạ em không nói gì trơn á chị. Tại sao tao gửi tin nhắn cho mày từ 26 tới 29 mày mới check? Dạ không có, thì em không cầm điện thoại chữ mày. Em không hề có chị ơi. Chị sao nói với em là kể đi, kể đi đừng chết. Rồi sao đây, mặt bị gì vậy? Như avatar gì mẹ. Tối nay lấy ra là được, giờ đừng lấy. Ủa dán đó một cái gì vậy? Nhưng mà dán chi á? Cái nguyện. Không, sao nhưng mà tại để ủa, sao không bắt hả? Đúng rồi. Nó chỉ nóng thì nó chỉ mấy đúng à, thì ra hôm em chỉ hôm em hả? Nhưng mà hết thiệt nha. Hết thiệt hả? Em mua vậy em không thấy bị đau lưng hồi trước. Ủa chị thấy bị đau lưng em, lắm. Em hay bị trúng gió nữa. Em chữa hết á. Ủa gì hả? Qua chữa liền. Năm em là chữa mất trí nhớ nữa em. Chữa chết inbox nữa. Chữa hết mấy bệnh. Tao nhắc cả đời. cứng người liền qua cứng cười qua chị ngọc ngày vô mà tao bút cho đó, tao đợi nó trả lời tin nhắn tao thì nó không trả lời, tới khi nó cầm điện thoại trả lời chị ơi cả ngày em đem ế nhẹ là tao đi bút đứa khác rồi. Là em đang ngủ mà chị không gọi, chị gọi lên nghe rồi đó. Trời, em không có để chuông, em không có để mấy lần gì vậy em cũng được đó rồi. Em gọi em để chuông mà em để chuông điện thoại lúc nào cũng để quá rồi không có hết. Trời ơi, trời ơi, coi Leo ngày hôm nay xuất sắc cho mọi người. Xuất sắc chị ơi. Đây mới là phần chấn động nè. Trời ơi trời. Chị ơi, đôi dép này chị mua nhiêu vậy chị? Trời ơi, Leo này xuất sắc quá. Một make up rất là đa năng luôn nha mọi người. Đúng. Nghề gì cũng biết. Make up đẹp nè. Sống được nè, biết nhậu nè, có hơi quên chết lịch thôi. Mỗi cái đó thôi. Mỗi cái đó. Chết lịch cái show thôi mọi người, quên chết luôn. Nhưng mà make up là quên chết lịch là hơi mệt.
tới chỗ của bạn Lâm Vĩ Dạ rồi nè mọi người. Đó, với chị Jayden, Jayden rồi đó. Xinh đẹp chưa? Xinh nhờ. Hoa quá giờ chưa thanh lên để quyết xong. Cái đèn. Ủa nay có yêu cầu red code không vậy? Có. Có yêu cầu red code hả? Có. Red code là gì? Trong thư có mời gì ông phục gì á. Ủa phục gì đó. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Nam Thư đến để chúc mừng cho Thượng Tổng quản Jacqueline Bùi Đại Nghĩa. Mọi người, hôm nay tôi mặc size red coat nha mọi người. Trong thiệp mời ghi cổ phục. Tôi không biết nha mọi người, tôi đã không mặc cổ phục ạ. Chứ mọi người biết rồi, cổ trang mà chất lên thì ôi là la. Và bây giờ trong một cái buổi tiệc ai cũng mặc đồ cổ trang, có một mình tôi mặc đồ quết. Lát nữa vui lắm. Nay chương trình này nhiều cái vui lắm chị. Bây giờ không có riêng tôi xài red coat. Ngoài Nam Thư còn có Nam Cường nữa. Anh có thấy trong cái thiệp không? Không thấy. Mà anh có thấy thiệp nó nhòe, nó mờ không? Anh phải căng mắt ra và phải bao lại mới tìm được cái địa chỉ luôn á. Đó, thấy chưa, nội tìm địa chỉ đã khó, huống chi là nhìn được red coat. Đúng không? Xác luôn. Anh đi vô đi, anh lạc lõng lắm. Anh phải đi vô để thấy mình lạc lõng. Giờ Kim Anh mặc một cái đầm dài 8 mét vậy nè. Thiệt. Chị mặc size red coat rồi. Không chị, anh red coat thương chị. Không, red coat đâu có mặc đồ tứ thân đâu chị. Có, đồ tứ thân đằng ngoài có cái gì ngủ thân. Không chị, đừng nói vậy, chị size red coat. Chị thấy ở đây ai cũng mặc vest không à. Trời, hai em chờ chút xíu, không lẽ chị lộn. Chị lộn rồi. Từ từ chờ chị một chút, để chị lấy cái thiệp của anh Đại Nghĩa ra. Chị lộn, mờ không, mờ không? Không, không có thiệp. Không mà cái thiệp, ý là cái thiệp của chị có mờ không á? Cái thiệp có mờ, mờ mà nghe mơ hả? Trời ơi. Đây mọi người, trời ơi. Ưu tiên. Anh có thấy anh được gửi cái này không? Không nha, tức ghê luôn á. Anh không được gửi cái này, Nam Thư cũng không được gửi cái này, Nam Cường cũng không được gửi cái này. Mọi người. Em có được gửi cái này không? Bảo. Em không được gửi cái này, em chỉ được gửi một cái video thiệp thôi. Trời cực. Đây, 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 đây. Đó, mờ như là thiệt không, á. Tôi được gửi cái này, trời. Tôi phải đi lấy cái bông tai cẩm thạch của má tôi đeo vô cho nó đó. Cho nó phù hợp. Thấy chưa? Đó, tụi em chỉ nhận đây thôi. Đâu một có thấy đó. Không đó. Thấy gì hết. Thấy chưa? Không có. Thiệt khác. Không có nè. Thấy là anh cái thiệt khác. Thấy là anh gửi lộn cái chương trình khác. Đó chứ mọi người đi vô đi mọi người. Em sai rồi. Nói chứ chị đang đúng á. Chị đúng á. Chị đúng đúng không? Chị đúng á. Chị đúng á. Nãy giờ em chớp á chị đúng á. Chị đúng á. Thôi mọi người không đúng, mọi người đi về đi. Đâu em đi xô xíu quay lại chị. Chị chụp hình cái em chơi cho. Không, cho nhờ, chị nhớ hình. Vô lấy cái này một chỉ vàng lận. Đúng không? Có cái này một chỉ vàng. Đứa nào? Đợi em, chị đợi em. Nam Thư ngồi con quay lại phải không? Dạ con quay lại. Ta-da. Và bây giờ là con đang di chuyển qua điểm khác rồi. Mày đây là toàn bộ quay à. Tình nguyện viên của chúng tôi. Đó. À. Ủa hôm nay red coat là màu đen mà ta. Em bị sai red coat từ Đại Nghĩa qua tới đây luôn á. Vậy là Thư đã kết thúc hành trình event ngày hôm nay rồi. Bốn event trong một ngày. Quá đuối rồi mọi người. Hồi nãy trong cái bữa tiệc cuối cùng á, Thư không quay được. Rồi hôm nay Thư đi con mình à. Không có ai quay cho Thư hết mà vô check in chụp hình tùm lum tà la. Bây giờ Thư về nhà nghỉ ngơi và ngủ đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Lần sau tôi sẽ cập nhật hành trình một ngày của Thư như thế nào cho mọi người cùng xem nữa nha. Cảm ơn mọi người ơi, nhớ nhấn like, subscribe của Nam Thư Official.